Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cách là tạo ra những cái icon bằng chính hình ảnh của các bạn. Thì cái việc này làm cho các bạn đỡ thấy nhàm chán những cái icon mà các bạn thấy hàng ngày. Để tạo được việc này các bạn làm như sau. Thì cái cách tạo này nó cái ứng dụng trên cả iOS và Android. Thì đầu tiên các bạn mở trình duyệt của các bạn lên. Thì ở Android các bạn có thể mở trình duyệt là Google Chrome. Đó, còn ở iOS các bạn có thể mở Chrome hoặc Safari. Sau đó các bạn nhập cái địa chỉ trang web là mikan.io. Đây. Đó, đây là cái giao diện của trang web chúng ta. Thì bước tiếp theo là các bạn chọn một cái hình mà các bạn cần làm icon, chứ mình chọn một cái hình bất kỳ trong máy của mình. Đây mình chọn một cái hình bất kỳ. Đó, thì mình chọn hình này. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục. Rồi thì đang cho phép các bạn là có nhiều chức năng như là gọi, nhắn tin, mở ứng dụng hay là mở trang web. Giả sử như mình muốn đặt một cái icon này, mình mở ứng dụng YouTube đi, thì các bạn chọn mở ứng dụng. Tiếp theo các bạn đặt tên cho cái icon, giả sử mình tên là YouTube. À, tiếp theo các bạn chọn ứng dụng, thì trong này các bạn sẽ chọn ứng dụng YouTube. Rồi tiếp theo các bạn nhấn OK, tiếp tục. Rồi thì bước cuối cùng là các bạn làm như sau. Các bạn sẽ vô phần menu của trình duyệt, các bạn chọn thêm vào màn hình chính, rồi các bạn đặt tên lại YouTube. Rồi các bạn nhớ nhấn thêm. Rồi thì vậy là xong, mình sẽ quay về màn hình chính của mình. Đây thì lúc này cái biểu tượng icon YouTube nó thay bằng cái hình của mình rồi, rất là nhìn rất là vui. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem ha. Mình mở thử, mình nhấp vô đây. Đó, thì ngay lập tức cái ứng dụng YouTube chúng ta sẽ được mở. Rồi thì trên đây mình đã hướng dẫn với các bạn cách tạo ra những cái icon bằng những hình ảnh của các bạn, bất kỳ hình ảnh nào luôn. Các bạn có thể ứng dụng và cách thử trên điện thoại của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.